Mình lại xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay buổi tối mình lại tiếp tục chia sẻ tới những anh em chưa có sơ đồ mạch điện, cái sơ đồ mạch điện của cái mạch báo xăng, mạch còi và mạch xi nhan của dòng xe F-Zego này của hãng Yamaha. Thì như sơ đồ hôm trước mình cũng đã chia sẻ tới anh em là cái sơ đồ mạch điện chính rồi, có nghĩa là mạch điện dương ắc quy đi tới các thiết bị điện. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ những cái mạch tiếp theo để anh em chưa có tài liệu xem và tham khảo nhé. Còn những anh em đã có tài liệu rồi, đã biết rồi thì có thể bỏ qua video này. Thì với ba cái mạch này thì nó tương đối đơn giản, cho nên là mình sẽ gộp nó vào đấy, chứ mình không làm mạch đơn lẻ nữa để cho anh em xem nó đỡ bị nhiều cái video ra đấy. Mà mạch đơn lẻ mà nó ngắn quá thì nó thành cái video quá ngắn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là mình vẽ kết hợp ba cái mạch này vào, bởi vì thực chất ba cái mạch này rất đơn giản cho nên nó không có cái gì phức tạp cả, cho nên mình gộp luôn. Thì anh em thấy là gì? Đầu tiên là mình nhìn cái mạch còi nó cực kỳ đơn giản luôn, đúng không ạ? Đấy. Thì anh em thấy là điện âm ắc quy thì được nối mát khung rồi bằng dây màu đen rồi. Đấy, thì điện dương ắc quy 12V được đưa lên bằng dây màu đỏ và gì? Qua cái cầu chì chính 20A. Và khi điện đi qua cầu chì chính 20A vẫn bằng dây màu đỏ và lên ổ khóa. Khi ta bật ổ khóa điện thì anh em nên nhớ nhé, cái dòng khóa điện này nó còn một cái nhánh ở bên đây nữa, nhưng mà vì nó không liên quan đến những cái mạch này cho nên là mình cắt bỏ đi để cho nó đỡ bị rườm rà mạch điện, đúng không ạ? Đấy, anh em xem mạch điện chính thì nó còn có một cái mạch nữa trên này, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà mạch này nó không liên quan đến cái mạch đó cho nên là mình bỏ để không vẽ nữa, để anh em xem nó thoáng cái mạch điện hơn. Thì khi ta bật ổ khóa điện, đúng không ạ? Đây thì mình lại phải vẽ cái khóa điện vào đây đã, chứ còn mình lại quên mình chưa vẽ khóa điện đây này, để anh em nắm được, đúng không ạ? Đấy, khóa điện này. Đấy. Khi điện đi qua, khi ta bật ổ khóa điện này, thì điện dây dương ắc quy này từ dây màu đỏ được nối sang dây màu nâu sọc đỏ và đi tới cầu chì 10A. Đấy. Khi điện đi qua cầu chì 10A thì chuyển thành dây màu nâu. Và gì? Anh em thấy nó, nếu mà là mạch còi thì nó đi thẳng vào cái còi thôi. Đấy, như mình nói ở cái mạch điện chính rồi đấy. Anh em thấy là điện dương ắc quy là đi thẳng vào còi khi ta bật khóa điện, đúng không ạ? Vậy thì còi dòng này anh em thấy là gì? Từ còi đi ra thì nó bằng dây màu hồng và đi tới chờ nút còi. Đấy, và gì? Có nghĩa là cái còi này chỉ có chờ mát thôi. Khi ta bấm nút còi thì điện từ dây màu hồng sẽ được đi sang dây màu đen và ra mát. Vậy thì nó là thành cái mạch khép kín, đúng không ạ? Đấy, thì là còi hoạt động kêu. Đấy, thì còi dòng này nó là còi chờ mát. Và đặc biệt như mình vẫn nói với anh em đấy, thì còi của dòng Yamaha thì thường là còi hay là còi chờ mát. Còn dòng Honda thì là còi hay là còi, nó là hay còi là cái còi dòng chờ lửa nhá. Đấy, chờ lửa. Đấy, có nghĩa là mát nó có sẵn là còi rồi. Và chỉ có bấm thì lửa tới thôi. Đấy, thì là còi kêu. Đấy, còn này là còi chờ mát. Thì mình đã chia sẻ với anh em xong về cái mạch còi, đúng không ạ? Đấy, vậy thì giờ mình lại cùng anh em tìm hiểu về cái mạch gì? Đồng hồ báo xăng. Thì đây là điện, đây này, điện dương ắc quy đi qua cầu chì phụ 10A bằng dây màu nâu và gì? Đi thẳng lên đồng hồ báo xăng. Thì đây chính là nguồn của đồng hồ báo xăng đây. Đây là nguồn dương ắc quy về đồng hồ báo xăng. Đấy, từ đồng hồ báo xăng đi ra bằng cái dây màu xanh lục. Đấy, thì anh em thấy là màu xanh lục này nó đi về bình xăng và nó đi tới biến trở, đúng không ạ? Đây chính là cái đoạn mình vẽ màu đỏ đây này, rích rác này. Thì anh em phải hiểu đây nó là cái biến trở nhá. Biến trở. Đấy. Biến trở. Và từ đồng hồ báo xăng này tiếp tục đi ra nữa bằng dây màu đen. Đấy, anh em thấy dây màu đen này. Đấy. Thì khi mà cái phao xăng ở trong bình xăng này, anh em này, cái phao xăng ở trong bình xăng nó nổi lên hoặc là chìm xuống theo cái mực xăng ở trong bình xăng để thì nó sẽ thay đổi cái biến trở này. Đúng không ạ? Thay đổi cái trị số của biến trở này. Đây chính là cái đầu mũi tên mình vẽ vào cái biến trở này, nó sẽ quét ở trên cái biến trở này để nó thay đổi cái điện áp. Đấy, thay đổi cái điện áp từ cái dây màu xanh lục này. Đấy, nó đi về cái đồng hồ báo xăng. Đấy, nó thay đổi cái độ, thay đổi điện áp. Đấy. Thì do cái thay đổi cái biến trở này mà cái biến trở này nó lại nằm ở trong bình xăng. Đấy, mà cái phao xăng này thì anh em thấy nó gắn vào cái thanh quét và nó sẽ gì? Nó sẽ nổi lên hoặc chìm xuống theo cái mực xăng. Đấy, để mà thay đổi cái biến trở nhằm thay đổi cái tín hiệu điện áp gửi về cái đồng hồ báo xăng để đồng hồ báo xăng căn cứ vào đó để thay đổi cái kim, đúng không ạ? Kim đồng hồ báo xăng.
Đấy, thì với đồng hồ điện tử thì nó sẽ thay đổi cái vạch điện tử ở trên cái đồng hồ báo xăng nhé. Còn với đồng hồ báo xăng cơ thì thay đổi kim. Đấy. Và trong đồng hồ báo xăng này thì nó lại ra một cái dây màu đen tiếp theo nữa. Thì nó là dây mát khung, ăn vào mát khung. Đấy. Như những cái mạch đồng hồ báo xăng khác thì cái dây màu đen này nó lại đi ra đây, đúng không? Nó sẽ vẽ ra đây và nó ra mát khung luôn. Nhưng mà riêng đồng hồ báo xăng dòng này nó có một cái dây đen ra mát khung như thế này nhé. Đấy. Vậy thì nó phải đủ các điều kiện này thì đồng hồ báo xăng mới hoạt động, đúng không ạ? Nó chỉ cần thiếu một trong các dây này thì nó sẽ không hoạt động, thế thôi. Đấy, sau khi anh em kiểm tra đồng hồ báo xăng thì anh em cũng lưu ý như vậy, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo thì mình lại tìm hiểu về cái mạch xi nhan. Đấy. Đấy, tại sao mình vẽ gộp được? Bởi vì là gì? Cái mạch, những cái mạch này nó quá đơn giản. Thì anh em thấy dây màu nâu này. Đấy, từ cầu chì phụ 10A đi ra bằng dây màu nâu tiếp tục đi về chân của dơ le xi nhan. Đúng không ạ? Đấy, chân của dơ le xi nhan. Đấy. Và từ chân của dơ le xi nhan đi ra bằng dây nâu sọc trắng. Đấy, anh em thấy để ý nhé. Riêng dòng Yamaha từ dơ le xi nhan lên công tắc xi nhan thường là dây màu nâu sọc trắng. Đấy, nó hay là như thế. Đấy, mình để ý rất nhiều xe rồi. Đấy, tất nhiên là nó sẽ qua diode, nó sẽ có thể sự thay đổi, nhưng mà với xe nào mà mình thấy là nó không qua diode thì thường là nó vẫn là giữ ở cái màu dây nâu sọc trắng. Thế thì xe này thì nó lại từ dây nâu sọc trắng nó lại có một con diode, đúng không ạ? Đấy, diode chặn để điện từ dơ le xi nhan chỉ đi lên công tắc xi nhan thôi. Còn ví dụ khi chúng ta những cái hệ thống hoạt động tìm xe hay là ví dụ liên quan ổ khóa thông minh các thứ thì là cái vân vân thì cái con diode này có tác dụng chặn ngược lại để cho điện khi mình ví dụ mình bấm tìm xe nó sẽ không sọc ngược lại, nó không quay ngược trở lại cái dây le xi nhan này để bảo toàn cái thiết bị điện ở phía sau. Đấy, để anh em cũng nắm được, đúng không ạ? Đấy, tại sao nó lại cứ có hai con diode chặn là như vậy thì nó liên quan đến những cái mạch ở phía sau nó ạ, ở những cái mạch khác. Đấy, thì đây là cái mạch xi nhan thì anh em thấy là gì, dây nâu sọc trắng. Đấy, tiếp theo là một con diode chặn và từ diode đi ra thì bằng dây đen sọc nâu và đưa lên gì công tắc xi nhan nhá. Mình không viết công tắc xi nhan vì chỗ này mình viết vào thì nó lại thành ra nhiều chữ quá, đâm nó thành rối, cho nên anh em hiểu đây nhá là công tắc xi nhan. Đấy, mà thì khi ta bật công tắc xi nhan bên trái đấy thì sang cái màu dây này là cái dài màu dây nâu đậm nhá. Đấy, dòng Yamaha nó hai cái màu dây nó hơi lạ một chút là dây màu CH thế này, ký hiệu trên mạch điện nó là dây màu nâu đậm nhá. Đấy, hay còn gọi là một cái hay còn gọi là cái màu sô cô la đấy. Đấy, màu nâu đậm xi nhan trái. Thế còn khi mà ta gạt công tắc xi nhan phải đấy thì điện từ dây đen sọc nâu sẽ được đưa sang dây màu DG này. DG là màu xanh lá đậm nhá. Đấy, xi nhan phải sẽ sáng. Còn tất nhiên hai cái đèn xi nhan thì hiển nhiên phải được nối mát rồi bằng dây màu đen mát khung. Đấy, thì anh em thấy là với ba cái mạch này thì nó rất đơn giản, đúng không ạ? Đấy, mình vẽ gộp này nó chả có gì phức tạp cả. Đúng ra thì nếu mà còn bảng nữa thì mình cũng vẽ thêm một cái mạch đèn phanh nữa. Đấy, đèn mạch đèn phanh thì nó đơn giản lắm, đúng không ạ? Đấy, dây nâu đưa lên công tắc phanh trước hoặc công tắc phanh sau, đúng không ạ? Khi ta bóp công tắc phanh trước hoặc công tắc phanh sau thì sang cái màu dây mình nhớ là màu xanh, hình như là xanh xanh lục sọc vàng hay gì đấy nhá. Đấy, để đưa về đèn phanh. Thế thôi, cái mạch đèn phanh nó rất đơn giản. Có khả năng mình cũng không vẽ cái mạch ấy nữa. Đấy. Nó đơn giản quá, đúng không ạ? Thì cái mạch này là mạch có thể mình nói là nó vì ba mạch nó quá đơn giản nên mình vẽ tổng hợp vào trong một cái sơ đồ mạch điện để anh em xem và anh em tham khảo nhá. Đặc biệt là những anh em chưa có tài liệu thì anh em có cái sơ đồ mình vẽ như này để anh em cũng có được cái tài liệu để mình xem. Đấy, ví dụ trong quá trình mình sửa chữa mà có gặp xe này thì mình cũng biết cái màu dây cũng như là đường điện nó xuất phát từ đâu và kết thúc ở đâu để anh em dễ dàng tra cứu nó nhanh và chính xác nhé. Đấy. Thì với những anh em mà cần sơ đồ mạch điện lẻ tất cả các dòng xe tách từng mạch ra thì anh em cứ liên lạc với mình nhé. Đấy. Thì trước đây mình làm thì một số anh em không biết mình có tài liệu thì anh em cứ đi chụp một cái chụp những cái mạch mình vẽ trên bảng xong anh em đi photo màu, nó rất là tốn kém mà nó không khoa học đâu. Đấy, chẳng qua là mình phải vẽ lên bảng như này để mình gọi là nhiều khi là cùng anh em gọi là phân tích mạch điện để cho nó nhiều anh em cũng xem chưa hiểu thì anh em nắm được thôi, đúng không ạ? Với anh em gọi là mới va vấp hoặc chưa có tài liệu hoặc đang muốn học nghề xem cái mạch điện này thì anh em cũng nắm được. Đấy, còn anh em cần sơ đồ nhá thì anh em cứ liên lạc với mình sẽ
gửi sơ đồ mạch điện đến cho anh em theo cái địa chỉ anh em cung cấp nhé. Đấy, còn đặc biệt là với tất cả những anh em mà khi mua máy từ đại lý của mình rồi thì anh em đều được mình tặng sách rồi nhá, 5 tập sách sơ đồ mạch điện rất là dày, mà mạch đẻ từng dòng xe phun xăng điện tử, mà có tất cả những cái dòng xe phun xăng điện tử đang thịnh hành trên thị trường hiện nay. Anh em cần cái mạch nào khi mà xe bị hỏng thì anh em cứ mang ra anh em xem thì nó rất là dễ. Đấy, ví dụ mạch xe Vision đời 2012-13 chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, ví dụ hỏng mạch đèn thì anh em mang mạch đèn ra anh em xem. Đấy, vì nó là mạch lẻ cho anh em rất dễ tra cứu, nó thuận lợi hơn cho những anh em khi anh em chưa nắm được chắc cái mạch điện, đúng không ạ? Đấy, thì với anh em cần máy đọc lỗi Motocan 7 hoặc là Motocan CE, anh em cứ liên lạc với mình nhé. Đấy, hoặc là dòng máy cao cấp tiếp theo nữa là Motocan Tab. Thì đặc biệt là máy Motocan 7 và Motocan Tab thì các tính năng của nó là giống hệt nhau. Đấy, chẳng qua là nó xem trên hai cái màn hình khác nhau. Ví dụ Motocan Tab thì anh em cần phải có một cái máy tính bảng, đúng không ạ, để kết nối Bluetooth. Để anh em xem trên một cái màn hình máy tính bảng trông nó khoa học và nó hiện đại. Đấy. Còn máy Motocan 7 thì và là Motocan CE thì nó là xem trên màn hình máy cầm tay rồi. Anh em xem trên các video thì anh em cũng nắm được rồi, đúng không ạ? Đặc biệt tính năng của Motocan 7 và Motocan Tab là hai cái máy giống hệt nhau. Đấy. Còn với anh em mà dùng ít, không sử dụng đến những cái chức năng nâng cao, ví dụ như nạp phần mềm hay là hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí IF hoặc giả lập các tín hiệu, thì anh em có thể dùng cái phiên bản tiết kiệm là Motocan CE nhé. Phiên bản này thì nó chỉ có 7,8 triệu thôi, nó rẻ thôi nhé. Đấy. Còn phiên bản Motocan 7 này thì bây giờ hiện tại vẫn là 16,8 triệu đồng. Đấy, và anh em được tặng một motobox trị giá 6,8 triệu. Thì motobox này thì mình vẫn nói đấy, trước đây là anh em phải mua, nhưng mà bây giờ công ty vẫn đang có chương trình hỗ trợ anh em mùa dịch, cho nên anh em vẫn đang được công ty tặng không một motobox để anh em kết nối với Moto 7. Và chỉ có motobox kết nối với Moto 7 thì anh em mới phát huy được hết tất cả những cái tính năng nâng cao của Motocan 7 nhé. Đấy, để anh em nắm được, đúng không ạ? Đấy, còn Motocan Tab thì nó là một cái máy mà có thể nói là tích hợp tất cả các thiết bị ở trong một cái Motocan Tab rồi. Đấy, tất tần tật rồi. Anh em chỉ cần thay đổi dây rác là anh em có thể làm được tất cả chức năng. Đấy. Và nó là có cả sơ đồ mạch điện hết tất cả luôn. Đấy, nó đặc biệt là nó lại rất hay là cái chỗ là anh em cần tra sơ đồ mạch điện thì nó lại có ngay ở trên Motocan Tab. Đấy, nó rất là thuận lợi cho anh em tra cứu, sửa chữa. Đấy. Còn anh em mua Motocan 7 thì anh em được công ty tặng Motocan 7 và Motocan CE thì anh em đều được công ty DTD Auto tặng 1 năm sử dụng phần mềm Moto Data miễn phí nhé, trị giá 1 triệu đồng. Đấy, để anh em tra cứu các mạch điện, rồi tra cứu các thông số kỹ thuật, rồi là tóm lại là anh em làm rất nhiều việc đấy trên cái phần mềm đó nhá. Đấy, thì anh em cần sách này, cần máy này, đấy, hoặc các sản phẩm của công ty, những cái dây rắc để test cái van IACV, ISC, hoặc là những cái dây rắc để kiểm tra các cảm biến CKP của dòng xe đề ACG thì anh em cứ liên lạc với mình nhá. Rồi các dây test các ECU. Đấy, đặc biệt là vừa rồi công ty cho ra cái dây test cái kiểm tra ECU của dòng SHI đấy, rất là hay đấy anh em ạ. Còn ECU đây nó cũng rất hay bị trục trặc đấy. Đấy, mà để khẳng định chính xác ECU có trục trặc hay không thì anh em có Motocan 7 hoặc Motocan Tab, anh em nên mua cái rắc kiểm tra của SHI anh em cắm vào nhá. Anh em để trên xe, anh em chỉ cần rút rắc ở trên xe và anh em cắm cái rắc kiểm tra vào và anh em có thể test kiểm tra luôn để cho thông tin cho khách hàng biết là ECU có bị lỗi vấn đề gì không, kể cả về phần cứng cũng như là phần mềm, là anh em đều có thể nhìn trên màn hình Motocan 7 hoặc màn hình Motocan Tab, nó đều thể hiện rất là rõ nhé. Đấy, thì anh em cần sản phẩm như thế nào thì anh em cứ liên lạc với mình theo số điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ gửi tất cả những cái sản phẩm mà anh em yêu cầu đến cái địa chỉ mà anh em cung cấp nhé. Mình cũng xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.